sạch sẽ mọi lúc trừ khi đi ngủ. Tôi có vợ rồi. Yeah. Sau khi tôi sống với cô ấy thì tôi nhận ra cô ấy rất rất sạch sẽ và cảm tán. Mỗi ngày cô ấy lau dọn nhà và cô ấy lúc này cũng mang dép vô nhà luôn. Cô ấy có thể đi ngủ mà không đi tắm. Tại sao làm như vậy? Tôi không thể hiểu. Tôi có thể hiểu. Anh cũng không đủ đâu. Rất là cực khổ hàng ngày. Cơm nước đủ thứ dọn dẹp. Họ mệt mỏi, tấp tai đồ. Họ chỉ muốn nằm xuống trên giường không tắm, đúng không? Hay sao? Không phải, nhưng mà em thấy là tại vì là em cũng hay đi tắm khuya, nhất là sau khoảng chừng 10 giờ đêm á. Nhưng mà em đọc mấy cái bài báo á, nó nói là những người mà đi tắm khuya là sẽ bị chết sớm, bị đột quỵ ở trong phòng tắm. Nên em cũng bắt đầu hơi nản là mình ráng mình không có tắm khuya, mình tắm trước 6 giờ. Mà có thể cái giờ ngủ của anh Sasuke là 10 giờ, 11 giờ hay sao? Mấy giờ anh ngủ anh? Buổi tối mấy giờ anh ngủ? Buổi tối 10 giờ. 10 giờ. Bây giờ Sasuke muốn vợ thay đổi thì Sasuke phải giờ hơn vợ luôn, rất là hôi, đi chạy bộ. Để đọc gì đâu? 5-6 ngày đừng tắm, ngày sau đó để mình trả thù. Trả thù. Hay, Ryan, hay, cách đấy hay. Mình trả thù. Không được, nếu mà lỡ mà nói hoài mà không thay đổi là mình phải chơi hơn đối phương. Đúng rồi. Yeah. Nếu mà lỡ mà vợ thích luôn thì sao? Ồ, thúi cái nhà luôn á. Như vậy là hậu quả xấu nhất. Đã gọi là yêu nhau thì cái gì cũng thích hết, mà đặc biệt là mùi cơ thể của nhau thì còn thích dữ nữa. Miễn sao là không quay qua và xì hơi vô mặt là được rồi. Rồi, chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay. Món quà bí mật bị bật mí. Sống chung với nhau nhiều quá, cái đâm ra là dễ bị bắt bài nhau. Muốn làm bất ngờ cho nhau cũng không được. Mọi người hiểu cái này không? Mình bị lộ cái bí mật mà mình chuẩn bị làm cho người ta. Ok, bây giờ câu chuyện của ai nè, kể chi tiết hơn. Trinh. Câu chuyện này không có gì mà nó drama hết á. Nó chỉ là câu chuyện mà Trinh thấy là nó dễ thương, mới xảy ra cách đây có 2 tháng thôi. Tại vì bạn trai của Trinh với Trinh là yêu xa. Thì bạn ở Hà Lan, có khi thì Trinh qua thăm, có khi thì bạn qua thăm được khoảng 1 tuần. Thì mấy tháng gặp nhau được lần thì bạn ở nhà Trinh. Cái xong rồi thăm được 1 tuần thì bạn phải về lại nước. Và bạn muốn để lại cái kỷ niệm thì bạn phải mua món quà. Xong rồi bạn mới bí mật bàn tính với em gái mình là tặng cái gì cho mình. Xong rồi bữa đó mình đang trang điểm, cái xong rồi mình thấy bạn đó làm cái gì mà lục đục ở trong phòng ngủ hoài. Cái mình mới hỏi là có chuyện gì vậy anh? Thì bạn mới nói là anh làm cái này quan trọng lắm, bí mật lắm. Còn hết lộ hết bí mật rồi. Cái mình nói bí mật à, ok chắc là quan trọng lắm. Mình vẫn trang điểm xong, mình thấy vẫn còn duy trì cái sự bí mật đó. Sao lại vẫn còn kiểu gì vừa online và vừa lẩm bẩm trong miệng giống như bí mật lắm nhỉ? Ủa cái này sao ta rồi, cái này chuyển khoản làm sao rồi nè. Cái mình cho mình hỏi thẳng luôn, thôi giờ mua cái gì nó đặt thẳng luôn nè, để chỉ cho cái mẫu mà mua luôn. Chị nhạc ghê. Vậy đó, xong rồi cái bạn mới nói là thôi được rồi, vậy cái con gấu hôm bữa em thích đó, ở trong phim Thư Ký Kim Sao Thế là cái con đó mua ở đâu? Cái mình nói thôi kế bên nhà mình á, ở đường Nguyễn Kiệm có bán con bò nhỏ. Xong rồi bạn ngồi bán cho mình dò luôn coi chọn con nào, không có cái gì gọi là bí mật hết. Sau đó cuối cùng bạn order một cái con gấu bự hơn cả mình nữa. Và cuối cùng điều cuối cùng bạn có thể làm là surprise là một cái con, không phải là con mình thích mà là cái con bự hơn, để bạn nói là để con này nó ngủ là lấp hết cái giường luôn, để cho thằng khác không còn vô đây được nữa. Dạ, yeah. Để cho con này nó ngủ ở đây thì em chỉ còn một nửa giường là em ngủ được thôi, không có thằng khác vô được. Mình thấy là dễ thương cái chỗ đó, là không có giữ được bí mật gì cho nhau hết. Là câu chuyện này là dễ thương đúng không? Chứ không phải là bị căng thẳng gì hết đúng không? Yêu mà Trinh chẳng thấy có cái gì mà drama ở trong cái chuyện sống chung á. Yeah, đúng là sống chung á thì đôi khi là tính là sống, khi mà đã sống chung rồi thì rất là khó để mà làm những điều bí mật cho nhau đúng không? Khi mà các bạn sống chung với người yêu của mình á thì các bạn là khi mà muốn làm cái chuyện gì đó bí mật á thì thường là mình phải làm cách nào?
có ai đã từng làm được một cái surprise gì cho người yêu của mình khi mà sống chung chưa? Mình muốn nó bí mật thì mình cho mình xì hơi không tiếng. Ôi trời ơi. Vẫn còn dính, vẫn còn dính câu chuyện xì hơi à? Ryan bị dính rồi. Ryan đã bị dính rồi, không thoát ra được khỏi cái này rồi. Dạ, yeah, nhưng mà thật sự là khi mình sống chung với người yêu của mình thì họ rất là dễ quyết đoán mình sẽ làm những cái gì. Và họ đã để ý những cái gì mình thích rồi thì mình sẽ dễ nhận ra nếu như họ đang có kế hoạch để làm cái gì đó bất ngờ cho mình. Thì mình giả ngu thôi, đúng không? Giả như là mình không biết cái gì. Có những cách mình đi xin ra ngoài đó, kiểu mình chọc giận xong mình đi xin ra ngoài, xong mình có mua quà sẵn nhưng mình phải có lên ý đồ là mình phải chọc giận, chọc tức. Mấy khoái surprise nè. Ê, cái vụ mà chọc giận là dễ bể nước hoa lắm đó. Tự nhiên về cái mất hết rồi đó. Em đã từng như vậy là mình cái nhà ở tầng 1 thì mình sẽ gọi là để cái con gấu ở dưới, cái bãi dưới xe là tầng dưới, thì mình sẽ đốt đèn cầy, mình đốt từ trên xuống xong mình sẽ gọi nhắn tin anh đi ra ngoài rồi, em đi ra ngoài đi, để thì khi đi ra ngoài thì sẽ thấy được cái đèn cầy, rồi đi xuống lấy gấu bông cho nó ngạc nhiên. Nhưng mà em quên tính một cái là khi em mở lên thì nhà em rất là nhiều gió nó vào, làm cứ đốt cái đèn này nó tắt cái kia. Em ngồi em lui cua thì tin nhắn vừa đến là vừa mở cửa ra thấy cứ ngồi đốt này xem đốt. Đốt. Cái quay ra anh làm gì vậy? Đốt nhà. Surprise. Em hãy đi kiếm món quà của em đi, xong mới tự đi kiếm xong rồi lấy nguyên một con bay mát bự rồi nè. Ok. Xong rồi, không, thực ra cũng dễ thương mà. Đôi khi chính vì cái sự nó không hoàn hảo đó mà làm cho người ta ấn tượng và người ta nhớ lâu hơn. Nhưng mà em xét trong đầu em là nó lãng mạn lắm, là kiểu là nguyên một đèn ánh nến đi xuống mà không nghĩ là tắt 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 bật này tắt cái kia tắt cái kia. Bởi vậy mấy cái kia là chỉ có trên phim thôi mà. Ngoài đời để mà làm được cái chuyện đó nó khó dữ lắm. Hồi xưa em cũng từng làm trò làm bài giải mật thư đi kiếm quà. Mà người yêu của em được cái là thông minh lắm, giải được đúng cái đầu tiên xong rồi giận luôn. Không giải ra được nữa. Mặc dù em đã cố gắng đưa rất là nhiều những cái gợi ý rồi. Tức là nhiều khi, tại vì những cái MC mình hay có những cái trò thử thách chứ thông minh. Trời, em rảnh vậy luôn đó hả? Dạ. Tại vì như kiểu là cũng phải động não mới được quà. Cái kiểu cuối cùng thì bà giải không được mà khuya bà nó rồi. Thôi đem ra luôn. Cũng kiểu bị tổ trác thì. Ai tổ trác, bởi vì nó rồi mấy cái trò lãng mạn mà chỉ có trong phim thôi. Tới câu chuyện tiếp theo nè. Miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng là thùng rác tức là sao? Là miệng của chồng hôi như thùng rác hay là miệng của chồng như cái thùng rác để quăng đồ vô hay là như thế nào? Là để xe chung kể là này, khi sống chung với vợ. Rồi lỡ mà cũng nói chuyện kể kể chuyện một phần nữa. Anh phải suy nghĩ kỹ trước khi anh kể cái đơn chuyện nha. Để nghe một chút. Khi sống chung với vợ thì vợ có mấy lần mà nấu đồ ăn Hàn Quốc cho Sejun. Sejun ăn. Ví dụ mà những ngày mà nhân dịp ngày sinh nhật của Sejun với lại hoặc là tự nhiên là vợ muốn nấu gì mà cho chồng ăn ngon và nó nói chung là cái món mà bổ dưỡng gì đó. Là cho nên là vợ thì tự nhiên cái nấu cái lẩu kim chi, vợ nói là cái đó là lẩu kim chi. Lẩu kim chi. Thực tế ra cái muốn ra là trong đó nó lẩu thái mà có kim chi với lại nó có bạch tuộc nữa. Thật ra đúng kiểu món lẩu kim chi là lẩu mà có kim chi với lại nó có vị mặn và nó có thịt heo vân vân này, không bao giờ có bạch tuộc, không bao giờ mà có vị chua và đắt vị đắng nữa. Cái đó cũng hơi kỳ, cũng phải ăn. Mà không ăn thì vợ thì đang nhìn chằm là tại sao không ăn rồi nữa. Cái ánh mắt giống như là mày tại sao không ăn, thám hiểm ra rồi ăn. Nhét vào đi. Không dám ăn nhưng mà cố gắng thử ăn một muỗng rồi. Sao kỳ ta, mà ngon. Ngon thì ngon nhưng mà cái nhìn một cái là nó hết muốn ăn rồi. Cho nên là xe thì nhắm mắt rồi ăn. Ngon quá, nó không thể mở mắt này được đâu. Rồi ăn như thế này. Xong giống như là xe trong lúc tôi cảm giác là cái miệng chồng là giống như là thùng rác đó. Mà ăn có ngon không? Ngon thì ngon nhưng mà không hiểu tại sao ngon đâu. Cái đó phải nhìn là nó không thể nào ngon được nhưng mà. Cũng may là anh nói ngon đó. Chứ anh nói không ngon cái là tuần sau em không gặp lại anh đâu. Dạ, coi xong tuần này là căng lắm đó anh. Nói chú nè.